Hello. Hôm nay mình tính vệ sinh bể. Mình tính vệ sinh bể. Hồi đầu thì mình lấy nhíp. Đây, mình lấy nhíp và lấy một cái vợt để gấp một ít rêu tảo và một ít đất bẩn ra khỏi bể. Nhưng mà sau khi làm khoảng chừng một hồi thì mình thấy là mình phải lòn ra, và mình quyết định là không có vệ sinh sơ sơ nữa, mà hôm nay mình quyết định là tổng vệ sinh. Mình sẽ lấy hết tất cả đá trong bể ra, đánh cho nó trắng lại. Bây giờ vách kính của mình nó xanh rồi, cho nên mình cũng có mầm tảo trong bể rồi, cho nên mình cũng không cần đá xanh liền. Mình sẽ đánh lại để cho nó hết mấy cái rêu tóc mà mình hôm bữa mình nói. Cái lọc bio thì mình cũng sẽ lấy xuống để vệ sinh. Cái lọc thùng thì chắc mình tạm thì mình sẽ chưa vệ sinh. Lọc thùng thì mình nghĩ lâu lắm mới cần vệ sinh, tại vì bể tép thì nó cũng chẳng có bao nhiêu con gì để mà hút hít các kiểu đâu. Nói chung là mình sẽ lấy đá ra trước. Đầu tiên mình sẽ lấy đá ra. Tay mình không biết có nên đi rửa không, nhưng mà thôi cả đó đi. Đầu tiên mình sẽ lấy đá ra trước. Thực ra thì như mình hay nói đó, bởi mình tép con nhiều quá, cho nên mình cực kỳ ngại cái khoản lấy đá ra. Thay đổi bố cục của bể, mỗi lần thay đổi là mỗi lần phiền. Nhưng mà hôm nay thì mình quyết định rồi, mình sẽ làm. Cái từ mà mọi người hay nói á, đó là thà một lần đau á. Chứ cái bể nó cứ rêu tóc rồi lúng ta lung tung nè. Ok, mình sẽ giới thiệu ha. Mình lấy một cái chậu chậu Omo của cụ bà nhà mình dùng cái giặt đồ, mình vác nó vào để mình đựng những cái thứ mà mình lấy ra. Trời ơi, mình dơ cái cục đá lên một phát rồi mình thấy ở dưới nó có tới gần 2, 4, 6 6 đến 8 con tép con. Mẹ ơi, nhiều lắm luôn ấy. Mình không nghĩ là tép con của mình nhiều như thế cho tới khi mà mình lật mấy cục đá lên. Bình thường mình chỉ thấy khoảng chừng 10 đến 20 con thôi, nhưng mà hôm nay chỉ cần dơ một cục đá lên đã thấy gần 6 đến 8 con rồi nha. Sờ vào một phát là thấy ở dưới một đống. Mình sẽ lấy hết đá ra và mình gọi là vệ sinh nền, hút cho nó sạch nền mấy cái rêu tóc. Nói chung là rêu dưới này là mình hút sạch hết. Và những cục đá này thì mình sẽ mang đi mình đánh cho nó trắng lại, và mình sẽ xem là bố cục có cần thiết phải bỏ tụi nó rồi phải không nè. Trời ơi, một con này. Mình không biết cái camera này có quay được con tép đang đứng ở trên cục đá không, nhưng mà nó không chịu nhảy xuống luôn này. Ok, nó nhảy xuống rồi đó. Má ơi, nó bám vào cục đá mà cứng tới mức độ mà mình phải dơ nó khỏi nước nó mới nhảy ra khỏi cục đá đó. Mấy cục đá này là mấy cục đá nhỏ ngày xưa mình mua. Cái đợt đầu tiên mình mua đá thì nói chung sau khi mà mình dơ lên vài cục đá xong mình mới sợ là nó bị chết đó. Tại vì bạn thay đổi bố cục như vậy nè, mình quấy nè các kiểu lên nó khả năng cao đó, nó rất là cao là bạn sẽ làm chết tép. Nhưng mà thôi, mình cũng phải chịu thôi. Bây giờ tép nó có chết thì mình cũng cũng ngồi cười thôi, không biết nói gì nữa. Mấy cục đá này hình như là đá gì mình cũng không nhớ tên nữa. Nói chung mình quên tên cục đá nữa rồi. Mình lấy đá đó thôi, chứ mình cố gắng giữ lại phân. Thôi, lấy cục đá nhỏ. Mấy cái cục nền vụn này thì lấy ra luôn, mất thời gian quá. Nói chung mình lấy đá ra. Đá này là đợt đầu tiên mình mua đá thì mình mua shop người ta gửi cho mình mấy cục đá nhỏ này, thì mình lấy cục đá nhỏ thôi nè. Bạn có thể thấy ở dưới nền mấy cái cục thức ăn thừa hay là gì đó ngày xưa bạn thấy không đó. Khi bạn lật bể bạn mới thấy được là ở trong bể nền nó dơ như thế nào nè. Ví dụ đây bạn thấy không đó, mấy cái thứ dơ hầy ở trong bể đó mà bạn không thể nào nhìn được bằng mắt. Khi mà bạn lấy đá ra khỏi bể bạn mới thấy cục đá này, thì trên cục đá này thì bao lô là tép nhiều vô vô số kể luôn nè. Mình sẽ đưa cái camera vào cho anh em nhìn cái con tép nó đã đứng trên cục đá nè, thấy không đó. Trên cục đá nó đã có một con tép nhỏ ở cái góc mà bạn thấy rồi đó, còn ở cái góc khác thì mình không biết nhá, nhưng mà ở cái góc này không thôi là lại đó. Như vậy rồi đó, mình giờ là mình rất sợ là chết tép, tại vì tụi nó không nhảy ra khỏi cục đá đó, tụi nó ôm cục đá luôn. Mình không biết là có con nào bám vào cục đá mà nó không chịu ra không nữa. Cái khoản này thì mình chịu thôi. Nó ngu tới mức độ mà mình giơ cục đá lên mà nó còn không nhảy ra cục đá thì quả này mình chịu rồi.
mình không biết cứu nó kiểu gì nữa rồi. Cái đây thì mình chịu nha. Mình cố gắng rơi từ từ, để trong trường hợp mà nó bám vào cục đá đó nó sẽ rớt ra từ từ nè. Ví dụ như con này, bạn thấy không, khi mà mình rơi nó không, nó sẽ từ từ nó sẽ búng ra, nó đi xuống dần dần đó. Mình chỉ cố gắng cái mức độ đấy là hết cỡ rồi, mình không biết làm thế nào nữa hơn nữa. Bây giờ thì nó có chết thì cũng chịu thôi nhá, tôi chịu. Cục đá này thì giờ mình bây giờ mình cũng không chắc nó là cục đá gì. Chờ tí mình sẽ quay nó lên nha. Nó trắng trắng, nó xám xám. Cục đá này mình không biết nữa, nhưng mà mình thấy nó không đẹp. Mình thấy có cục đá này nè, cục đá to này nè. Cái loại đá này là đá gì à? Để mình xem, mình không biết tên nữa. Đó, mình có thể thấy khi mình dơ lên không, bụi ở dưới nền, những cái khe đá nhỏ. Rồi trời ơi, dơ lên mà tép nó rớt, nó nhảy rồi, mình thấy không. Đó, mỗi lần mình dơ lên thả xuống một phát là thấy tép nó nhảy ra quách rồi. Trời ơi, thật sự má là thà luôn, tôi tiếc lắm luôn á. Bây giờ mình có con nào nó chết, nó nằm trên cục đá luôn thì mình thà là mình tiếc lắm luôn á. Nhưng mà thôi, tôi chịu. Quả này thì tôi chịu, tôi lấy ra thì tôi chịu thôi. Quả này thì mình chịu nhá. Mình sẽ cố gắng là hạn chế hết mức cái tỷ lệ tép chết khi mà mình vệ sinh bể, lật bể cái này. Trời ơi, ở dưới này cục đá này, ý trời ơi, có một con nó nằm ở ngay dưới cục đá luôn như thế này nè. Thấy không? Nó nằm ở dưới đó luôn mà không biết sao nó chui được ở dưới đó nữa. Cái quả này thì đúng là y học bó tay nhá. Không biết tại sao nó chui dưới cục đá nó luôn. Mình cố gắng là mình nhìn xem có thấy con nào không thôi. Chứ thật ra mình nghĩ cũng chịu. Quả này thì chịu, quả này đúng là tôi chịu. Rồi, mình sẽ lấy tiếp cái cục này nữa. Cục trong này một đống tép luôn. Nè, con này, cục này mình sẽ cố gắng quay sát để anh em nhìn. Thấy không? Trong cái ống là một đống. Mình sẽ cố gắng dơ lên kiểu này nè, để cho nó tụi tép nó nhảy xuống ra từ từ. Còn nó nhảy không được nữa thì mình cũng chịu thôi. Làm được gì giờ? Đúng không? Tôi chịu thôi. Đó, sau khi mình lấy nó ra, nó rớt ra rung 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 thì mình sẽ cố gắng hạ nó xuống một cái nữa. Để xem nếu trong trường hợp con nào sót á, thì nó sẽ cố gắng nhảy ra. Mình đã cố gắng hết sức ở cái điều kiện gọi là tôi muốn các anh có ý chí sinh tồn thì các anh sống được, chứ còn các anh mà không có ý chí sinh tồn thì chịu nhá. Rồi, sau khi mà mình lấy hết tất cả những cái thứ ở trong bể ra thì đây là tổng số lượng tép ở trên bể. À quên, cái máy sửa mình còn phải lấy ra nữa chứ. Hôm nay chắc mình vệ sinh cái máy sửa luôn. Nói chung là mình vệ sinh hết tất cả mọi thứ. Đó, lần đầu tiên mình có thể nhìn hết được tất cả những cái con tép ở trong bể của mình. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy cái máy sửa. Cái máy sửa thì hơi đuối nha. Đây là một cái ngày mà thà là nó lu bu lắm luôn á. Tại vì vệ sinh cái gì nó cũng phiền. Đây, cái máy sửa đây. Đây mình đang có một tí nước, mình nghĩ mình nên lau khăn, lau cho khô tay đã, rồi sờ cho nó chỗ cắm, không nguy hiểm lắm. Nó mà rớt ra dập nước nào nó rớt vào cắm điện á là ăn cho hết. Đây là một cái clip vệ sinh mà mình nghĩ là nó sẽ lâu, cực kỳ lâu. Và mình nghĩ là không có bao nhiêu người coi được cái clip này đâu. Tại vì nó quá lâu và nó quá không cần thiết. Mình quay gần như là mình chỉ quay cho mình để mà mình nhớ thôi. Ok, thôi. Mình nghĩ khúc này thì mình nên lấy cái đèn ra thì rút cái sợi ra dễ hơn. Chứ bây giờ sao mà rút? Ây da. Chứ làm sao mà rút được cái sợi ra được nếu mà không lấy cái đèn. Tại vì nó sẽ bám vào trong cái. Rồi, mình sẽ lấy cái đèn xuống một xíu.
tại vì cái sợi nó hít ở trong vách đó. Thế nên nếu mà bạn không lấy cái đèn xuống thì bạn không có tay để vịn. Sau cái sợi này mình nhớ cũng nhiều téo lắm. Bình thường nó trốn ở trong này nhiều. Mình sẽ cố gắng bỏ vào lát lát ra một tí, cho nếu có còn gì á thì tụi nó sẽ rớt ra. Má ơi, tôi nhìn mà tôi đúng nghĩa là tôi điên luôn. Lật một cái bã nhìn không, cái này là thiếu điều là chỉ khác, chỉ thôi lật bã một tí thôi đó. Đúng nghĩa luôn á. Mình nghĩ mình nên rút cái máy sửa, cái máy lọc đó luôn. Đây là cái máy sưởi. Cái máy sưởi thì nó gửi với chỗ cắm điện. Không biết tại sao. Thật hẳn thiết kế hơi quái. Rồi. Bây giờ mình lại phải bỏ cái đèn lại để mình thấy đường. Mình xử lý những cái thứ khác. Nè, bạn thấy cái bể của bạn. Bể của mình bình thường thì nhìn khá sạch đúng không? Nhưng mà sau khi mà mình lật lên một phát, bạn có thể thấy là nó dơ vãi cả lồn ra. Nó không dơ bình thường đâu, mà nó dơ vãi lồn ra. Đó bạn có thể thấy. Thỉnh thoảng mình có vài cái clip mà mình hay nói đấy. Đó là bạn lật bể, bạn mới thấy được cái bể bạn nó dơ như thế nào. Tại sao thỉnh thoảng bể của bạn có những con tép tự nhiên nó chết ấy. NO2, NO3 các kiểu. Bạn cứ kêu là bể tao sạch lắm, bể tao không sao cả đó. Nhưng mà thực tế thì nó như vậy đó. Rồi, mình đã rút cái lọc ra để mà mình lấy cái đầu nắp, cái đầu in. Lên khỏi bể. Okay, chờ tí nha. Cái đoạn lấy cái đầu này ra nó hơi chua chua một tí, tại vì nó hơi đi lòng vòng. Và để cho nước nó nhỏ ra một tí chứ không mình cầm ra một phát nó dơ. Được rồi, chờ tí. Hồi nãy mình hơi lười để mình lấy cái chậu á, chậu đựng á. Tính chờ tí cho nó chảy nước ra mà cuối cùng nó lâu quá. Cuối cùng là mình tự làm luôn. Lại phải đi lấy cái chậu khác. Để một cái xô để hứng. Rồi. Đây. Nó như thế này. Để mình rút ra. Thank you.
ý tưởng của mình là mình muốn dùng cái đầu in mình sụp thẳng xuống bể luôn để mà mình hút ra những cái thứ cạnh dơ, cạnh bẩn ở trong bể và nó sẽ đi thẳng vào trong cái thùng lọc. Sau đó nếu mà mình thích thì mình sẽ cầm thùng lọc mình đi vệ sinh. Mình hy vọng là anh em hiểu ý tưởng của mình, tức là khi bạn dùng lọc thùng á thì bạn sẽ làm được cái chuyện đấy. Cái đèn nó hơi xa xa ra một xíu. Rồi, nè, ý tưởng của mình là mình sẽ dùng cái này nè. Mình hút thẳng nó vào bể và nó sẽ bị kẹt ở trong thùng lọc. Đó. Thì ý nghĩa nó là mà ý tưởng là như thế. Còn thực tế như thế nào thì mình không biết nữa, mình sẽ thử. Wow. Chắc tí nữa mình tranh thủ mình ngồi mình đếm tép đi. Thỉnh thoảng mình hay nói là đợt trước mình mua 50 á, và bây giờ mình nhìn mình đếm mình không chà nhiều ghê ta. Chờ tí nhá, mình sẽ quay clip lại để mình đếm tép mỗi lần tổng số lượng tép của mình. Thỉnh thoảng mình hay nói bẻ mình nhìn được có 30-40 con á là không nhìn được nữa, nhưng mà hôm nay mở hết rồi, thấy nhìn được dễ lắm nè. Đầu tiên ở góc này phía xa trước mặt ở các góc rồi cũng khá nhiều đó. Mình nghĩ là cái bài của mình hiện tại nó có thể tương đương với cái thời điểm mà mình đi mua tép á, khoảng như 50 con á. Rồi bây giờ mình sẽ chắc mình phải kiếm một cái gì đó để mình cố gắng hạn chế trường hợp hút nhầm tép vào trong cái lọc. Nhưng mà không có cái gì để mà làm chuyện đấy ha. Khổ ghê vậy đó. Muốn cho nó sạch nền nhưng mà lại không muốn hút nhầm tép con. Khó đó. Bạn phải kiếm được một cái lỗ gì đấy nó không quá to và cũng không quá nhỏ để mà có thể hút. Chứ hút kiểu trực tiếp như thế này khả năng rất cao là hút sẽ hút nhầm đám tép vào. Thế rồi, mình cứ hút đại thử bằng cái này. Cục này trước đi nhá. Xem coi ổn không? Không ổn thì mình lại phải thử kiểu khác thôi. Chứ bây giờ hiện tại mình kiếm không ra được cái gì để mà có thể cho nó hút gọn ra. Mình sẽ cố gắng là lúc mà mình hút á, mình đẩy đám tép nó xa xa ra một tí để cho tụi nó không có nhảy vô trong cái đầu hút của mình. Đây, mình sẽ tạm để nó như thế. Nãy giờ mình rồi ok, hy vọng là nó hút được. Chắc mình phải mồi tí nữa. Rồi đó, nó đang hút rồi đó.
Mình không biết cái camera nó có quay cảnh mấy cái cạnh hút đang lao vào trong cái lọc không. Nè, sẽ có cái quay góc này. Bạn thấy nó đang hút vào lọc. Đấy. Mình sẽ cố gắng hút tất cả những cái chất dơ, chất bẩn đi vào lọc. Rồi. Đây là một công đoạn mệt vãi lòn ra. Nè, đó mình sẽ hút như thế này nè. Sau khi mà mình hút được một mớ như vậy rồi á, mình sẽ cắm cái sợi, à không, cắm cái đầu in nó vào đây. Để nó hút thêm được bao nhiêu thì hút. Trong lúc mà mình đi cào mấy cái gì quên rồi ta, mấy cái thứ khác. Mình sẽ cố gắng dùng nè, cái này là cái vợt để bắt bắt cá, bắt tép đúng không? Mình sẽ dùng nó để mà mình chặn chặn lại một phần hút, tránh trường hợp nó hút nhầm mấy con tép vào trong đó. Nhưng mà nó cũng một phần thôi, chứ nó không chắc ăn 100% được đâu nè. Còn bây giờ thì anh em nhà nó bị dạt hết ra những cái viền của bể rồi, chúng nó sợ rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang cái đống này ra ngoài toilet, mình chà cho nó sạch hết rêu tỏi đi, mẹ cho nó bớt kinh đi. Rồi, ok. Trời ơi, má hút bao nhiêu là vậy rồi mà thức mà cái đám đám thức ăn vẫn quá xa.
Còn một cục này không biết để đâu. Thôi được, mình sẽ để nó ở đây. Thôi má thấy chặt quá, thôi bỏ nó ra. Tính ra ba cục to là đẹp rồi, để mấy cục nhỏ xấu hẳn ra. Điên thực sự với cái sợi, nó cứ chạy xíu xong rồi nó lại hết, chạy xíu xong rồi lại không chạy. Chịu thôi. Hôm nào để một hai bữa nữa mình xem coi nó có bị hư không. Nó hư thì đi mua cái khác, chứ ít biết đường nào mà sửa đâu. Ừ, mấy cái cuốn nợ này thì bố ai mà biết sửa. Sửa bằng niềm tin. Rồi, tạm thì mình để cái bể nó như thế này. Chết, quên mất, còn một cái lỗ nữa. Rồi, mình sẽ quay cho anh em nhìn coi cái góc này, mình thấy được thế nào gọi là tép con. Và nước đang bụi, trời ơi, nền nó bay lên ấy, các kiểu. Thường thì nó chắc phải nổi ngày sau may ra. Cái đám bụi này nó mới bay hết nổi, nó mới lắng xuống nền chứ không phải bay. Lắng xuống nền bớt một phần nào. Còn đám nhóc bên này thì như thế này. Nói chung thì mình vệ sinh lại,
giữ cái vách thôi, còn lại những cái thứ ở trên nền thì mình gần như mình cố gắng lấy hết, còn một ít, còn sót một ít đeo tóc, tí nữa mình sẽ lấy bằng tay, nói chung là sử dụng tay để lấy được thôi. Ừ, tại vì nó lấy được. Okay. Bây giờ là khoảng sau 12 tiếng kể từ cái thời điểm mà mình tổng vệ sinh bãi. Ừ. Thì ok, trước tiên thì mình sẽ quay gần gần cái bãi ra một tí để cho anh em nhìn. Và cái vách thì nó vẫn còn một ít cạnh li ti ý kiến phải. Cái rêu nó vẫn còn hơi dài dài một xíu, có một số chỗ hơi dài á. Cái này thì mình nghĩ chắc cũng xử lý dễ thôi, mà lấy cái dao gọt rêu để đẩy những cái cọng rêu dài ra một tí để cho nó sẽ còn đều bóng vách thôi cũng được. Ở bên trái ý ở bên phải này thì cũng vậy, nó hơi dài, một số chỗ nó hơi dài. Bạn có thể thấy có một số chỗ nó hơi màu trắng đúng không, và nó có bột nè ở cái kính mặt trước cũng ít bột nó bám vào mình không. Thì ngày xưa á, khi mà trước khi mà mình xài cái khoáng Nutrafin thì mình xài khoáng muối khoáng 8.5, và mình chỉ có lắc bỏ vào bình nước á, bình chai 1.5 lít nước á, rồi mình lắc cho nó tan, nhưng mà nó tan không hết. Mặc dù mình đã nuôi cái bể này 10 tháng rồi mình vẫn không, muối khoáng về không tan hết và nó vẫn cứ bay trong bể nè. Tới bây giờ lúc mà mình tổng vệ sinh á, nó bay lên nền, nó bay lên mà nó vẫn bay ra cái muối đó luôn, ghê thiệt. Mình làm cái muối để giảm ăn. Sau khi mình bỏ vào bể xong, mình mới phát hiện ra là hôm qua mình cạo rêu vẫn còn một số chỗ nó hơi một số chỗ nó hơi xanh. Mình cạo thật ra thì mình lúc mà mình đi vệ sinh ở trong toilet á, mình chà thì mình cũng chỉ chà những cái rêu mà mình thấy nó rõ mặt thôi, còn những cái khóc mà nó hơi bị nó hơi bị tối màu á thì mình không nhìn nó được, không nhìn nó hết. Mình quên mất, mình tính là mình đang quay bả nhưng mà mình quên để nó sang chế độ sáng. À ok, mình sẽ giới thiệu lại nè. Bây giờ mình đã cài cái app được ở trên WeChat cho cái đèn rồi, cái đèn WRGB rồi. Mình đang để power có 10% rồi bạn thấy không? À, mình quên mất. Mình quay clip thì mình để sáng hơn một tí, đó là để 100% luôn để quay cho nó rõ. Ừ, nãy giờ quên quay ở trong bả thì lúc mà quay clip mình sẽ để là 100% cho nó sáng. Wow. Mình nhìn thì mình thấy sáng lắm luôn á, nhưng mà ở trên cái điện thoại thì nhìn nó vẫn hơi bị tối. À, nước thì nó đang có một số cặn utility nè, mấy cái cọng rêu hoặc là mấy cái cọng chất dơ gì đó trong bể ngày xưa nó còn một số cặn litty. Mà như bạn biết rồi đấy, mình xài cái lọc bio cho nên nó chỉ hút nước thôi, gần như nó chỉ hút nước thôi, nó không hút được bất cứ một cái vật gì vào trong thùng lọc hết. Ừ. Tại vì ngày xưa mình muốn sử dụng cái đường in như thế này nè để hạn chế chuyện mà hút nhầm chất con, hút nhầm những cái muối khoáng hay là hút nhầm những cái gọi là vi sinh đàn bọt á vào trong thùng lọc. Tại vì vi sinh đàn bọt nó cũng có một số ít thức ăn nữa mà các kiểu á. Ừ. Thế nên mình mới xài cái đầu in này. Nhưng mà xài cái đầu in này thì nó bị một cái tình huống, đó là nó không thể nào hút được bất cứ một cái cặn gì ở trong bể hết. Ừ. Nó không hút được cái gì hết, gần như là tất cả những cái cặn dơ cặn bẩn trong bể cùng lắm nó chỉ lắng xuống nền thôi, chứ nó không thể nào hút vào đi được vào lọc. Thì đây cũng là một cái điểm của việc dùng cái đầu in như thế này. Ừ. Thế nên bạn phải kiểm soát tốt ở cái khoản cho ăn, những cái thứ mà nó dơ trong bả, bạn phải kiểm soát tốt thì bạn mới dùng được cái đầu in kiểu như thế này. Rồi mình sẽ nói tiếp về những cái thứ khác. Đá thì mình đã để một cục ở đây và những cục khác mình vứt đãi ở đây. Bạn có thể thấy ở trong cái lỗ chô la ở trong. Ngày xưa thì mình đánh giá lỗ chô la không cao ở trên bể tép Sula. À, cái lỗ chô la này này không nên đá cao,
nó một con tép nó trong trong thời gian tối qua thôi nó lọt vỏ. À mấy cái bộ bụi đen đen đắng này thì bạn chỉ cần lấy cái dao cạo ra cạo một tí là được. Không vấn đề gì. À, bạn phải thấy sau khi mà mình đổi mình lạch thứ này là mình tổng vệ sinh á. Không tới mức gọi là lạch bạ, gọi là tổng vệ sinh. Thì đám tép nó có vẻ quay lại cái thời kỳ ngày xưa. Ừ, cái thời kỳ mà tụi nó bị stress á, bị stress và nó kiểu như không hợp bả. Cái thời điểm mà mình vừa mới vệ sinh bả xong á, khoảng 3 tiếng đầu tiên mình cảm giác cái bả nó hơi bị nó hơi bị nói như thế nào cho đúng ta, cảm giác nó hơi bị nhát. Nó giống như là thời điểm mà mình vừa mới sang cầu bể xong mình thả tép á, trời ơi tụi nó nhát vãi đái luôn. Trong khi cái bể này của mình được gần 10 tháng rồi, cũng thuộc dạng gọi là ổn định nuôi nhan. Thời điểm mà mình chưa vệ sinh bể có thể gọi là ổn định nuôi nhan, mà sau khi vệ sinh bể xong một phát, trời ơi nó mệt. Chờ tí, mình thấy có một con muỗi bay ngang tới mức độ tức là gần như nước của bả, gần như mình không có bỏ đi một giọt nào hết nhá, mình chỉ hút cạn vào trong lọ thôi, mình vẫn giữ nguyên cái nước đó luôn đấy. Nhưng mà mình đổi bố cục của bả, mình làm động nền. Thì thông thường cái chuyện mà bạn làm động nền nó cũng không quá quan trọng đâu, nhưng mà vấn đề của mình, trường hợp của mình nó hơi đặc thù, đó là vấn đề cái nền của mình á, nó là nền 10 tháng rồi không động đó, thế nên mình động vào nó sẽ mấy cái chất mà ngày xưa mà mình rớt vào á, mình không hút ra hoặc là không xử lý hết á, thế nên lúc nó động cũng có rất là nhiều vấn đề. Thực sự là mình rất là sợ là nó sẽ chết, có một số con bị chết khi mà mình gọi là tổng vệ sinh như hôm qua. Mình nghĩ là có xác suất sẽ chết á, nhưng mà hiện tại thì mình nhìn thì mình không chính xác, hoặc là nó chết ở góc nào thì mình không biết nha, nhưng mà hiện tại thì mình nhìn mà không chính xác. Có vài con nó mới lật nước, nó mới lật vỏ vào tối hôm qua. Tại vì hôm qua mình đã gần như là lấy sạch tất cả những cái con hút, tất cả những cái thứ mà mình thấy hút được thì là hút ra ngoài rồi. Mà hôm nay sáng nay mình thấy có đâu 2-3 cái vỏ tép á, tép lật vỏ. Cho nó mới lật vỏ vào tối qua. Mình quên, mình đang nói dở mồm về cái lỗ Chola ở trên bể Sula. Ngày xưa mình đánh giá không hề cao, thậm chí mình còn không hề có ý định dùng lỗ Chola ở trên bể Sula luôn cơ. Tại vì mình nghĩ chỉ có tụi nó thích đá. Nhưng mà hôm qua sau khi mình tổng vệ sinh xong mình mới phát hiện ra một chuyện. Trời ơi, nè, mình sẽ quay là gần cái lỗ Chola cho anh em nhìn. Đây, đây là cái góc bạn có thể nhìn tạm một phần ở góc này. Đây, thực ra cái thời điểm này mình quay thì nó hơi khó để nói lên ưu điểm của cái lỗ Chola. Nó hơi khó, tại mình thiếu nhá, mình lấy cái thuốc mình hút cái. Ở thời điểm này mình quay clip thì mình hơi khó để mình nói ưu điểm của cái lỗ Chola này so với đá. Nhưng mà ở cái thời điểm mà mình vừa mới lúc mà hôm qua khi mình tổng vệ sinh xong mình phát hiện ra một chuyện. Đó là quá nó buồn cười lắm luôn. Bọn tép nó bị chết á, nó bị chết và nó nhát kinh hoàng. Và gần như là phải đến 80% số lượng tép mà bạn thấy ở hôm qua nó chui hết vào cái cục lỗ Chola nó trốn. Và nó ngồi nó cào ở trong đó, nó cào ở trong đó khá là nhiệt luôn, nó cào rất là nhiệt. Mình nhớ đâu thời điểm khoảng chừng 6 tiếng sau khi mà mình vệ sinh xong á, mình có nhìn vào bả. Mình thấy tụi tép nó núp ở cây lỗ Chola nó cào ghê lắm luôn đấy. Trong khi ở những vị trí khác nè, những vị trí cục đá gì mà bạn thấy bạn đang nhìn trên clip đó, thì bây giờ bạn thấy tụi nó bắt đầu chui lên đá, tụi nó cào cào một tiếng đúng không? Nhưng mà ở thời điểm hôm qua bạn thấy tụi nó chưa có cào, thì gần như là không có con nào không có con mẹ nào cào hết. Nói chung là hôm qua là không có con khỉ gió nào cào cái gì hết á. Hôm nay tụi nó mới bắt đầu ra cào đó, sau khi 12 tiếng, khoảng nửa ngày
Nói chung là khoảng nửa ngày sau khi mà thời điểm tổng vệ sinh thì tụi nó mới bắt đầu chui ra lại. Nhưng mà hình như cũng nhát. Nè, mình có một khái niệm mà mình hay nói đó. Bạn này cứ để ý vị trí tụi tép nó đứng. Nó đứng ở đâu cũng được, nhưng mà nó không nên tập trung quá nhiều ở một góc, trừ khi có lý do đặc thù. Mình ví dụ nha, như trường hợp này, cái đầu in, cái đầu out của mình nó sẽ chảy nước như thế này, và cái lọc đầu in thì mình để nó ở đây, thì xác suất thức ăn á, nó sẽ từ cái đầu in thổi vào trong đầu thổi vào trong cái ít từ đầu out đó thổi vào đầu in, nó sẽ nước nó sẽ đi như thế này nè, thì có sẽ có một số chất thức ăn hay gì đó nó sẽ chạy theo, nó cứ chạy từ hướng như thế này, từ trái qua phải, từ trái qua phải, và sau một thời gian dần lâu dài nó sẽ tích tụ ở hai cái lọc bio hoặc là xung quanh ở phía bên phải cô bể phía sau, thì có khả năng ở phía đấy nó sẽ có nhiều, nó sẽ tập trung nhiều tép hơn. Có khả năng thôi nhé. Ừ đó, thì nó sẽ tập trung nhiều tép hơn, thì ok, có khả năng đó. Nếu mà bạn trong trường hợp bạn thấy ở phía sau bên phải của bể trên trường hợp của mình mà nó tập trung nhiều hơn, thì bạn có thể giải thích, có thể lý giải được là tại sao tụi nó tập trung ở đó nhiều hơn. Nhưng mà bạn chú ý một điểm, đó là nó không được tập trung một cách kỳ cục. Tức là nó có thể, ví dụ như hai cái đầu bio như vậy nhé, thì có thể mỗi bên bio nó có thể có 5-10 con hay là gì đó. Chứ đừng có cái chuyện mà nè, bạn thấy không, ở đây gần như là nó tập trung bị kiểu bị lệch đó nè. Ví dụ như trường hợp của mình là tiên ở đây bên lọc bio bên trái thì đầy con chui, bên phải trắng, bên phải không thấy cái vẹo gì hết rồi ha, đó, ví dụ như thế. Nhưng mà cái đó chỉ là một phần để tham khảo thôi. Cái quan trọng nhất á, cái quan trọng nhất của việc nhìn tép Sula thì đơn giản nhất vẫn là nhìn nó đảo miệng thôi. Mình hay nói đấy, bạn cứ thấy nó đảo miệng là ok, còn nó mà không đảo miệng á thì nó đây mới bắt đầu sợ, nó đây mới bắt đầu phải tính toán một số thứ khác. Là mà phải công nhận là sau khi mình vệ sinh bể xong nhá, nè bạn có thể thấy không, mình không, tại vì mình nhìn qua cái điện thoại mình không có chắc được cái clip nó quay ra như thế nào để mà mình nói. Nhưng mà ở trên cái lọc bio bên phải bên không có một con tép đang đứng á, thì nó có rất nhiều cái cục gì giống như phân á, bạn thấy không? Đó, hôm qua mình vệ sinh thì nó không có mấy cái đấy nhá, nhưng mà sáng nay sau khi sau 12 tiếng xong thì mình nhìn lại thì mình thấy ở trên lọc bio nó có mấy cái đấy, thì mình nghĩ đó là phân tép thôi. Thật ra thì ban đầu mình, ý tưởng của mình á là mình, thì cái bể của mình ngày xưa lúc mà cái kiểu layout của nó là nó có rất nhiều đá ở tất cả mọi chỗ. Nhưng mà ở thời điểm này khi mà mình tổng vệ sinh xong mình bỏ đá lại á, thì mình muốn ở phía ngoài trống một tí. Phía trước mặt của mình á, nó trống một tí để khi mà mình cho ăn, mình để thức ăn ở phía trước mặt, thì đất nó bu ra ngoài mình nhìn nó cũng dễ hơn. Quay clip nó cũng đẹp hơn. Ý tưởng của mình là như thế. Thế nên đợt này khi mà mình bỏ đá lại á, bạn sẽ thấy là đá nó ở phía sau của bể nhiều hơn so với đợt trước. Và mình cũng có tham vọng là sẽ dùng cái đèn WRGB này đánh cho nó xanh nền, như mình nói ở một số clip trước á. Thực ra mình có tham vọng đánh xanh nền, nhưng mà mình không có ý định là để 100% cường độ sáng như hiện tại đâu. Bây giờ mình quay clip thì mình để 100% cường độ sáng cho nó sáng, cho nó đẹp thôi, cho clip cho nó sáng, nhìn cho nó rõ thôi. Chứ thông thường khi mà mình để đó thì mình chỉ để khoảng 10%. Mình để khoảng 10%. Thường mình cũng đã chỉ để 10% mà. Theo mình thì tạm. Tức là mình muốn nó lên cái nền xanh, nhưng mà mình không muốn nó để đèn quá mạnh. Rồi nó lại bị cái vụ mà rêu tóc như lần trước mình đó. Bạn nhớ cái bể mình vừa mới phải tổng vệ sinh tại vì rêu tóc nhiều quá không? Nó xấu á. Đó, mình không muốn cái rêu tóc nó quá mạnh, cho nên mình chỉ để khoảng 10%. Khoảng 10%. Đây, cho mình tí, mình sẽ bỏ 10% lên cho anh em nhìn. Mình muốn cái này nó xanh, nhưng mà mình chỉ để đèn 10% thôi, mình không để cao hơn. Đây, bây giờ đang để 100% nè. Thì mình đang cúp tung vào cái mức giá là mức giá A. Mình sẽ để 10% vào trên này. Đó, thấy không? 10%. Tất cả các dòng đèn 10%. 10% thì nó chỉ sáng như vậy thôi. Đó.
cái mức 10% này mình đoán không nhầm á, thì nó có thể tương đương với 80%. Khoảng 70-80% ở cái đèn Aqua Blue khi mà bạn bật maximum độ sáng. Năm nay mình cảm giác như vậy, cảm nhận như vậy thôi nhé, không quá chắc chắn được về cái con số như thế nào. Sáng nay mình nhìn lại, bây giờ trong ngoài sáng, bây giờ cũng chưa rồi. Tạm thì sau khoảng nửa ngày thì nó chạy lọc lại các thứ gọi là bụi rồi dơ rồi mưa khoáng cũ á, nói chung thức ăn cũ ngày xưa vậy đấy, nó cũng lắng bớt một phần xuống đàn rồi, nên nhìn nó bớt ghê hơn, nhìn nó bớt dơ hơn. Chứ hôm qua ở cái thời điểm mà vừa mới tổng vệ sinh xong á, thì bạn sẽ thấy cái bể, trời ơi nó đục quá ơi, nó đục mà nó còn dơ nữa chứ, mặc dù mình hút ra nhiều lắm rồi đấy mà nó vẫn dơ kinh hoàng. Chưa hiểu tại sao cái bể soda này của mình, thực ra cái bể soda này của mình chỉ thấy mình cho đợt mà mình xây cầu bể đó, mà mình nuôi ở giai đoạn khoảng 2-3 tháng đầu là mình cho muối khoáng 8.5, thì mình nghĩ thứ duy nhất mà nó còn thừa là muối khoáng 8.5 thôi. Ngày đó mình cho muối khoáng 8.5 nó không tan, thì thứ mà mình duy nhất, thế nhưng mà cái muối khoáng 8.5 á thì nó chỉ là muối, tức là nó những cái vết mà nó như mình nói hồi nãy á, nó bám kính đó, màu trắng trắng nó bám kính thì ok dễ hiểu, nhưng mà mình thấy có rất nhiều cái thức ăn thừa nó dạng bột, kiểu như là vỏ bột đậu nành sấy khô hay gì á, thức ăn thừa khá nhiều. Và mình không hiểu tại sao 10 tháng rồi mà nó vẫn chưa thanh hủy nữa. Nó khó hiểu lắm. Tại vì thức ăn bột đấy nó cũng cũng hơi khó giải thích ha. Tức là nếu mà thức ăn thừa nó còn nhiều như vậy ở dưới nền, thì về mặt lý thuyết là cái bể này vi sinh rất là không tốt. Tại vì thức ăn nó thừa nhiều như vậy mà, thì có nghĩa là vi sinh, hệ vi sinh của bể nó phải bình thường hoặc là không tốt. Có thể nói như vậy. Không tốt thì hơi quá đáng, nhưng mà mình nghĩ nó ở mức bình thường, chứ nó không đủ dồi dào. Tại vì nếu mà nó dồi dào thì rõ ràng là nó phải xử lý phần lớn các thức ăn thừa. Nhưng mà hôm qua lúc mà mình gọi là mình hút cạnh lên á, mình hút gần hai, mình tổng vệ sinh bể phải gần 2 tiếng, thì trong đó hết 1 tiếng đồng hồ gần như là mình chỉ có đập bụi lên để rồi mình hút thôi đó. Khoảng gần 1 tiếng là mình đập bụi, mà mình thấy nó nhiều như thế thì mình cũng chưa hiểu lắm vấn đề vi sinh của cái bể này nó như thế nào. Thực sự là vi sinh ở bể Sula mình rất là khó để biết được bằng mắt thường nhá, thật sự luôn á. Như mọi khi mình nhìn thì mình thấy tép rất là năng động, tép rất là khỏe, tép con thì nhiều kinh hoàng. Hôm qua mình lúc mà mình tổng vệ sinh mình đã có thể thấy rồi đấy, tép con mẹ đủ các loại thể loại size luôn, size từ XS, IS, M, L, XS các kiểu, đủ hết các thể loại size luôn, to nhỏ khác nhau, tức là nó sống ổn định thì nó mới đẻ được cái nhiều và tỷ lệ như vậy. Nhưng mà vấn đề là vi sinh mình nhìn thì đó, mình nhìn như thế thì mình nghĩ vi sinh tốt, nhưng mà nếu mà nói như thế thì cái sức ăn, lượng thức ăn thừa đó là quá nhiều, nó không phân hủy, gần như là mình thấy nó không phân hủy gì cả. Thế nên đó là một cái thứ mà mình hơi khó hiểu. Khi mình tổng vệ sinh bể, khi mà mình tổng vệ sinh bể xong, mình nhìn cái tình trạng của cái nền, sau đó mình mới đánh giá ngược lại về vấn đề vi sinh. Chứ còn nếu mà chỉ nhìn như thế này nè, đơn thuần thì mình thấy bể tốt. Bạn cứ thấy khoảng chừng 70-80% tỷ lệ tép trong bể của bạn á, nó đảo miệng đi kiếm thức ăn, hoặc là nó có di chuyển nè, hoặc là bạn có thể thấy rất rõ tụi nó có vài con ở phía ngoài không, ở phía ngoài của bể nè, thế đó nó khá là dạng. Cũng có thể gọi là dạng rồi đó, tại vì ở phía ngoài gần như trống toát luôn mà tụi nó đi ra. Chứ bạn nhớ hôm qua là gần như tất cả các con nó chui ở hai góc nè, góc bên trái một đống, góc bên phải một đống, tốn hết rồi đó, bạn thấy không, lúc mà không có một cái gì để che á là tụi nó nhát ghê lắm đó. Thế nên nhìn thần tí như vậy thì mình nghĩ là vi sinh tốt, nhưng mà vấn đề là không giải thích được tại sao thức ăn thừa nó nhiều như vậy, nó không phân hủy được một tí xíu nào luôn á. Còn nó trong khi bạn đương nhiên vi sinh thì một phần là nó giúp cho tép phát triển,
không bàn nữa nhá, nhưng mà nó cũng có tác dụng là để phân hủy một phần nào thức ăn, một phần nào thức ăn. Tức là nó sẽ không phân hủy hết hoàn toàn được, đồng ý, nhưng mà nó sẽ phân hủy được một ít. Ừ, mà bả này thì như mình nói có một giai đoạn gần 3-4 tháng mình còn không cho ăn cơ. Nó toàn ăn tảo mà. Thì thỉnh thoảng mình cho một ít vỏ đậu nành sấy khô. Mà mình cho vào thì mình thấy tụi nó cũng cào điên loạn lắm. Tức là cái giai đoạn khoảng chừng 3 tháng đầu tiên mình nuôi sai, mình cho mình xài vi sinh muối, dạng muối thờ trong bể, thức ăn thờ trong bể thì mình đồng ý là có. Nhưng mà khoảng nửa năm nay mình nuôi bằng khoáng Nutrafin, và lúc mà lên đeo tảo thì nó bắt đầu ăn đeo tảo nhiều, thế nên cũng ít cho thức ăn ngoài nữa. Có nghĩa là khoảng 6 tháng nay rồi gần như là mình cực kỳ ít cho thức ăn. Nhưng vấn đề là 6 tháng rồi mà nó vẫn không phân hủy được một xíu thức ăn nào. Hôm qua mình vệ sinh mình thấy mình đấy ra nhiều lắm, thế nên mình hoàn toàn không hiểu được cái vấn đề vệ sinh của cái bể này thực tế gọi là như thế nào nữa. Nhưng cái bể thép ong thì mình khá dễ hiểu. Nhưng mà tại sao nhìn cái vệ sinh, cái vấn đề vệ sinh của cái bể Sula mình thấy hơi nhức đầu, mình không thể nào đánh giá một cách trực quan hay cụ thể được. Khó lắm luôn á, gần như không thể nào nhìn được mắt thường. Bạn có thể nhìn bằng kinh nghiệm, kiểu như mình đi, mình nuôi cái bể này thì mình biết bể này rồi, mình thấy nó đi đứng như thế nào, mình quen rồi thì mình có thể biết được là như thế. Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà tổng thể nhìn một cái bể tép thì mình vẫn nhìn mấy cái con cái nó đảo trên, nó đảo miệng á. Nhưng mà nói chung mình cảm giác là tình trạng bể hiện tại nó đang hơi bất ổn định so với thời điểm trước khi mà mình tổng vệ sinh. Bây giờ thì mình nhìn thấy tụi khoảng chỉ có khoảng 30% số lượng tép là nó có vẻ dạng, nó có vẻ bình thường lại rồi. Chứ bạn thấy không, nè phía dưới lọc của cái bio nó nấp khá nhiều, bạn thấy không? Tình trạng này ở thời điểm trước á thì hiếm lắm. Hoặc là có thể lý do đơn giản hơn là do cái lọc bio hôm qua mình mới tổng vệ sinh. Thế nên hôm nay nó hút lại một số thức ăn thừa rồi các kiểu á. Nó hút các kiểu thì tụi tép nó bắt đầu cào được. Còn bình thường là cái góc đó nó bị tảo rêu, nó bám sạch trên luôn. Nó gọi là nó bịt luôn hai cái đầu lọc á, ở trên nó toàn là rêu tóc, rêu bông các kiểu á. Cũng có thể. Thế nên tụi tép nó không có, nó quá mạnh mà gì với hai cái buông lọc. Cũng có thể. Thì hôm nay khi mà mình cạo hết gần như hết rêu ở những chỗ khác á, thì hai cái bông lọc nó lại trở thành hai cái nơi có nhiều nguồn thức ăn nhất. Thế nên tụi tép nó chui sang, nó cào thì cũng có thể giải thích được. Tại vì khi mà nó đứng ở cái bông lọc nha, mà bạn thấy cái chân á, nó có đảo á, cái này nó đang kiếm thức ăn á, thì cũng có thể giải thích là tụi nó đang kiếm thức ăn. Khi nào mà tụi nó đứng ở trên cái lọc bio mà tụi nó đứng im ru á, nè nó đứng ở mấy cái cục nhựa màu xanh ở dưới á, thì bạn mới sợ. Chứ còn nếu mà nó vẫn đứng ở lọc bio nhưng mà nó gào thì ok. Nói chung là chỉ mới sau 12 tiếng thì bả nó vẫn còn đang loạn soạn lắm, loạn choạng lắm. Nè. Trời không biết làm sao. Ngủ con đêm dậy sáng ra thấy ho. Nè. Cũng được, khá dạ. Bạn có thể thấy cái nền khi mà nó chưa xanh nhìn nó xấu ghê không? Thấy không? Cái nền chỗ xanh chỗ ấy nhìn nó xấu thật sự luôn. Công nhận nền đã như thế này xấu thật sự á. Góc này cũng nhưng mà nói vậy cho góc này cũng nhiều nha. Nè thấy không? Ở đây 3 con nè, ở đây khoảng chừng 3 con nữa nè, ở đây khoảng hai ba con. Ở đây góc này cũng khá nhiều. Hay lại nha, là cái cục đá bên này thì nó ít hẳn ra. Cục đá này cái thời điểm mình cho vào mình thấy cũng nhiều tép lắm. Nhưng mà không biết tại sao sau một thời gian thì nó lại không đứng ở phía bên này nhiều hơn nữa. Ở góc bên này thì nó lại ít tép. Không hiểu lắm. Cục lỗ cho la thì hơi nhiều nha. Cục lỗ cho la ban đầu mình đánh giá không cao,
Nhưng mà ở thời điểm này thì mình bắt đầu thấy sự lợi hại của lũa Chola rồi. Mình bắt đầu thấy có thể khi bạn nuôi Chola ở thời điểm mà bạn của bạn nó full xanh, đá xanh đẹp các kiểu, nền xanh đẹp các kiểu á, thì ok, tép nó sẽ đi khắp bể chơi tung tăng, trèo đá, cào đá các kiểu. Ừ, nhưng mà ở thời điểm bạn vừa cycle bể hay vừa động bể, như trường hợp của mình nè, thì cái lỗ Chola nó có một giá trị rất là cao luôn. Ừ, vừa là chỗ trốn, chỗ núp nè, phải không? Ở trong cái cục đó nhiều lắm luôn đấy. Vừa là chỗ trốn, chỗ núp, vừa là nguồn thức ăn. Mình thấy hôm qua tụi tép nó cào ở góc đó nhiều lắm luôn đấy. Và thực tế thì ở thời điểm này nó vẫn đứng rất là nhiều trên cái lỗ Chola. Mình cảm giác như một số con có bầu á, tụi nó cũng thích đứng ở cái lỗ Chola nhiều. Thì đương nhiên là cũng tùy con, có con nó đứng ở góc lỗ Chola nhiều, có con thì nó không đứng, nhưng mà mình nhìn tổng tỷ lệ thôi. Ừ, thì mình vẫn cảm giác là mà cũng có thể lý do một lý do mà nó hơi đơn thuần hơn, đó là cái lỗ Chola nó để phía sau bể. Thì đơn giản như vậy, nó để phía sau bể, nó làm cho cái góc đó có một cái sự an toàn, thì tụi tép nó chui vào đấy cũng có thể. Ừ, nói chung nó có nhiều lý do lắm, nhiều, có thể nhiều trường hợp cụ thể xảy ra. Trường hợp của mình thì do mình nói là mình nuôi có một bể, thế nên mình chỉ nhìn được một tình huống nó như vậy, thế nên nó cũng không chắc là đúng. Ừ, mình có khoảng chừng 20-50 bể và mình đều để lỗ Chola vào, mỗi bể mình để nó ở một vị trí mà mình đều thấy tép nó bù ở đó nhiều á, thì mình mới có thể khẳng định 100% là lỗ Chola nó hợp cho bể Chola. Chứ còn mình chỉ để có một cục mà mình để nó ở góc rất là xa, rất là gọi là kín á, thế nên cũng có thể đi ra đơn thuần nó chui vào nhiều. Đơn giản là tại vì góc đó nó tạo cho bọn tép sự an tâm. Ừ, nó cảm giác an toàn khi nó núp ở đó đó, ừ, thì nó chui vào thôi. Cũng có khi lý do nó đơn giản như thế thôi. Ừ. Giống như chuyện bạn để đá đó, mình để đá này, hôm nay mình để đá nó nhiều quá ở những cái vị trí mà xa mình á, thế nên xa mặt trước á, thế nên tụi có khi nó cũng tạo tình huống như vậy. Ừ, cũng có thể nói chung như vậy. Hoặc là đơn giản hơn, bình thường thì nhiều rêu tạo thì nó làm cho tụi tép nó không có quan sát, đôi khi tụi nó sẽ không thấy được bạn á, tụi nó không sợ. Ừ, nó che hết cái góc á. Ừ, cũng có thể, nói chung nhiều nguyên nhân lắm. Tạm thì ở thời điểm này mình, nói chung thì theo mình thì ở thời điểm này rêu tóc, thuần rêu tóc nhá, thì hết được khoảng, mình đã lấy ra khoảng hơn 90% rồi. Thuần rêu tóc thì đã lấy hơn 90% so với trước khi tổng vệ sinh. Một ít rêu, nó gọi là rêu, nó giống như, mình không biết cái đó gọi là rêu bông hay là tảo. Ừ, thì mình cũng cạo khá nhiều rồi, mình chỉ cũng cố gắng để một cái gọi là cái vách cho nó màu xanh thôi. Còn mấy cái rêu mà nó dài ra thì mình cố gắng là mình tẻ bớt đi cho nó đừng có quá dài. Ừ. Và như mình nói, mầm tảo thì nó vẫn nằm ở trong bể thôi, nó vẫn nằm trong nước thôi. Tại vì thực tế thì hôm qua mình cũng chỉ hút nước, hút những cái chất dơ vào lọc thôi, chứ mình không hút hẳn ra ngoài. Ừ, mình chỉ hút nó vào lọc thôi, cho nó không, mình không nhìn thấy, để cho nó đỡ, gọi là nó, gọi là nó đỡ đỡ bẩn mắt thôi. Ừ, chứ thực ra thì nó vẫn nằm ở trong lọc ấy. Ừ. Khoảng vài tháng nữa nếu mà mình rảnh thì mình mở cái thùng lọc ra và mình lấy cái bông lọc á, mấy cái đó thì nó sẽ kẹt ở bông lọc, mình sẽ lấy bông lọc ra rồi mình đi vệ sinh cái bông lọc, vậy là thôi. Ừ, là xong. Mình sẽ thấy như vậy thì nó nhàn cho mình hơn. Lý do mà mình hút nó vào trong thùng lọc là chỉ đơn giản như vậy thôi. Ừ. Thì có nghĩa là về mặt lý thuyết là nước hiện tại đang dùng vẫn là nước cũ. Ừ, thế nên nếu mà mình đánh đèn nhiều á, nó cũng sẽ rất là mau lên rêu lại như đợt trước. Ừ. Đợt trước mình đã đèn cũng ít, cường độ đèn cũng không nhiều, mà nó lên rêu kinh hoàng luôn. Mẹ ơi, nó lên phát sợ luôn. Nhưng mà đợt này mình rút kinh nghiệm rồi. Ừ. Như bây giờ mình chỉ để đèn khoảng 10% thôi. Ừ. Mình chỉ để 10% thôi, tức là đèn khoảng ở mức này thôi. Nó lên rêu tạo xanh được, khi nào nó lên thì nó lên. Nó không lên thôi cũng cả. Ừ. Ừ. Chứ nó đừng có lên cái kêu như đợt
mình sẽ không cố gắng để nó lên rêu bông, rêu tạo như lần trước nữa, nó lên nhanh quá. Ừ. Thì bạn hình dung đi, cũng kiểu như này nè, bây giờ cục đá nó chưa có xanh thì mình thấy nó không đẹp. Ừ. Và tép nó cũng ít chịu ăn, thế nên mình mới cố gắng đánh đèn mạnh lên để cho tép nó màu xanh. Thì khi mà nó màu xanh như vậy lên thì nó lại sinh tình huống, nó sinh ra những cái rêu tóc các kiểu gì đó. Ừ. Và như mình nói mà rêu tóc thì nó cực kỳ khó lên đấy. Mình phải đánh đèn được cường độ cao và liên tục trong vòng vài tháng thì nó mới lên được mấy cụm rêu tóc đó. Nhưng mà khi nó đã lên rồi á thì trời ơi má ơi, ngồi giặt ra thấy ngu người luôn. Ừ. Chỉ có nước mẹ gọi là mang hết những cái thứ mà dính rêu tóc đó, mang hết ra ngoài rồi cào được thôi. Mà không biết nó có xuất hiện lại không nữa thôi. Ừ. Thế nên thôi, bây giờ chắc cứu mình chỉ để đèn khoảng 10%. Ừ, tức là để đèn như hiện tại thôi. À, khi nào mà mình ngắm hoặc mình quay clip á nha. Bây giờ mình đang để 10% nhé. Khi nào mà mình ngắm hoặc quay clip mà mình cần nó sáng rõ đẹp á thì mình cho lên 100% để quay cho nó sáng thôi. Từ tí nha, mình sẽ mở lại 100% để anh em so sánh. Nó hơi khó tại vì cái điện thoại này thì cái điện thoại á nó sẽ tự cân bằng trắng các kiểu, tự chỉnh ISO á. Cho nên nó hơi nè, đây là 100% nè. Nhìn nó cũng không khác gì, nếu mình nhìn ở trên clip á thì mình không thấy có sự khác biệt giữa 100% và 10% lắm. Ừ, mình không thấy có sự khác biệt quá nhiều ở trên cái màn hình của điện thoại. Thực tế thì mình nhìn thì mình nó khác được, ở thực tế thì khác nhiều rồi chứ không nói nhá, nhưng mà trên điện thoại á thì mình nhìn vào mình thấy nó khác biệt có tí xíu à. Ừ. Nè, chờ tí nó chưa lên đủ đèn. Ok, cái đèn này mới lâu lâu. Chờ tí nhé, lại kết nối lại đã. Cái đèn này lâu lâu nó sẽ bị cái tình huống là lỗi vải xịt. Chương trình nhỏ. Chờ tí, mình sẽ mở nó lại. Nó bị kiểu như nó lao tới nó sẽ bị văng kết nối á. Ừ. Rồi. Tắt đây nè. Đây là 10% nè. Đây là 50% nè. Và đây là 100% nè. Ừ. Công nhận. Khi mà mình nhìn qua điện thoại mà thấy không có sự khác biệt gì hết á. Ừ. Nó giống như nó tự đưa hết về một độ sáng giống nhau á. Ừ. Được rồi. Nói chung thì bây giờ hiện tại mình chỉ cố gắng mình thích từ từ thôi. Bây giờ mình muốn từ từ thôi, mình không muốn quá nhanh nữa. Tại vì lúc mà rêu tạo nó đã lên á. Ừ. Bạn quản lý mệt lắm. Ừ. Mà chưa kể nhìn nó cũng không hẳn là đẹp nữa. À, nhìn thì mình thích, thật ra thì mình thích, mình vẫn thích là nó full xanh. Ừ. Nền xanh, đá xanh, hai vách trái phải, hoặc là nếu mà được ở cái vách ở phía sau nữa thì càng tốt, nhưng mà vách ở phía sau mình thấy khó đánh ghê nha. Vách trái phải thì mình thấy nó dễ lên, nhưng không biết tại sao vách ở phía sau của bể nó khó lên cực kỳ luôn. Hai cái vách trái phải của mình thì mình thấy nó lên xanh các kiểu ok lên nhiều, nhưng mà cái vách ở phía sau á thì gần như mình không thấy, mình chỉ thấy nó lên ở một số chỗ thôi. Ừ, nè, ví dụ như góc bên trái của bạn này nó có lên nè, nhưng góc bên phải thì gần như không thấy nó lên. À, đó thì nói chung hôm nay mình chỉ để khoảng ở mức 10% thôi. Ừ. Mình nghĩ rêu tạo thì nó không cần quá nhiều ánh sáng. Ừ. Để mà nó có thể phát triển, mà thật ra thì nó thấy cũng không phải là đúng hay sai nữa. Ánh sáng mạnh thì nó vẫn phát triển thôi, nó phát triển nhanh hơn. Ánh sáng yếu thì nó sẽ phát triển chậm hơn xíu. Ừ. Thôi rồi, nhưng mà tạm thì mình cứ để khoảng, mình vẫn cứ có cảm giác 10% thì nó hơi thấp. Ừ. 10% như hiện tại thì hơi thấp. 50% thì mình nghĩ nó hơi cao. Ừ. Nó lằng nhằng như vậy đó.
Hay thôi, mình sẽ đã thử 30% đi. 30% đi. Chứ 10% nó hơi ít. Thử lại xem thế nào. Tại vì mình chưa có một con số cụ thể nào trong vấn đề đeo tạo ở trong loại hết á. Rồi, mình sẽ để 30% nha. Chỉnh lên. Rồi, rồi. Chắc mình sẽ tạo thử để 30 đi. Hồi nãy mình tính để 10 nhưng mà giờ mình nghĩ lại rồi. 10 hơi ít. 30 đi, 30 góc này đi. Như vậy cũng tương đối sáng. Cũng tương đối sáng nhưng mà cũng không quá gắt. Má ơi, công nhận là mình hiện tại mình đang để cái góc ở phía trống ở phía trước này nè, những cái chỗ trống ở phía trước khá nhiều á. Thế nên mình thấy tụi tép nó toàn ở phía nửa sau của bả thôi. Nửa trước của bả hiếm lắm, con nào nó dạn nó gan lắm thì nó mới đi ra nửa trước của bả thôi, chứ còn đa phần bây giờ toàn sống ở nửa sau thôi. Cũng không biết được đây là ý hay hay không hay nữa. Khi mà mình để nói chung mọi thứ thì nó chỉ đúng hoặc sai ở một số trường hợp cụ thể. Ví dụ như trường hợp của mình hiện tại mình để như thế này á, thì setup như thế này nè, thì mình thấy nó không hợp lý lắm. Tại vì tép nó gần như nó không đi ra phía trước mặt, hiếm. Nhưng mà sau này có thể khi mà nó lên xanh rồi, hoặc là sau 5-7 ngày nữa, bọn tép nó bắt đầu bớt stress đi. Nó bớt bị sợ, tại vì hôm qua quấy nền ghê quá. Thì có thể 2-3 bữa nữa có thể nó ổn định lại thì tép nó sẽ giãn hơn cả hạn. Thì cũng có thể. Thực ra thì bạn cũng có thấy có hai con ngay giữa bả đó, thấy không? Hai anh đang đi một cặp á. Cũng hên ngang lắm, các kiểu lắm. Chung quy thì cũng như mình nói ở nhiều clip á, mình cảm giác trời đó, nãy giờ nói gần 30 phút. Mình bắt đầu thấy cái lỗ, bạn có thể thấy cái lỗ chô la bắt đầu có nhiều con nó cào rồi đó. Mẹ ơi, nó cào ở lỗ chô la khá nhiều á. Khá nhiều đó. Mình vẫn thấy bả mình tép nó không có đủ nhiều. Mình nghĩ sau này bạn nào mà có nuôi chô la, xét cái bể sống người giống mình hiện tại, cái bể bên hiện tại là 60-30-36, thì mình nghĩ tối thiểu bạn nên mua 100 con. Bạn nên mua 100 con. Chứ mua 50 con kiểu như ngày xưa của mình nuôi nó hơi ít. Bạn nuôi khoảng 100 con. Nhưng mà thật ra thì bạn mới chơi, bạn nuôi 100 con thì nó là hơi nhiều. Giá nó cũng cao nữa. Hơi nhiều. 50 con thì thôi kệ đi. Mình nghĩ, cá nhân mình thì mình nghĩ bả 60 á, tối thiểu bạn nên có 200 con tép trở lên. Tối thiểu thì bạn tụi nó mới dạng. Tụi nó mới dạng. Bả mình hiện tại thì chắc được khoảng 50 đến 70 con. Nếu mà đếm kỹ thật kỹ luôn á, thì có thể những cái con nó nhỏ quá mà đếm không được á, thì có thể nó thành 70. Nhưng mà những con mà mình đếm chung thì chắc được cao lắm được 50. Thì mình nghĩ nếu được thì bạn cho lên 200, tức là nhiều gấp 4 lần số tép hiện tại nè. Thì mình nghĩ lúc đấy tụi nó sẽ dạn hẳn nó luôn á. Lúc đấy tụi nó sẽ dạn, tép nó sẽ dạn hẳn ra và nó không có bị tình trạng như hiện tại là núp ở phía sau hơi nhiều á. Núp ở phía sau hơi nhiều. Nói chung cái hiện tại, tình huống hiện tại mình đang nói nó gần như là nó đều không đúng nữa. Tại vì nó vừa mới tối hôm qua tụi nó vừa mới lật bể đó, vệ sinh bể, thế nên sáng nay có thể nó nhát, nhưng mà cũng có thể như mình nói 5-7 ngày nữa tụi nó bắt đầu chui ra ngoài lại, tụi nó lại tung tăng lại.
thề khó hiểu lắm luôn á. Nè bạn thấy không, cục đá bên trái và đá bên phải, hai cục đá đều cùng một chất liệu, kích thước thì to nhỏ cũng một xíu, rêu thì vẫn có, hai bể thì đều vẫn có rêu bạn thấy không, hai cục đá đều vẫn còn một tí rêu xanh bám lại. Của vệ sinh chưa hết, nhưng không biết tại sao nó... bên cục đá bên trái thì tụi nó cào hơi nhiều, mà cục đá bên phải thì tụi nó cào hơi bị kém. Ừ, cục đá bên phải nhìn thấy tụi nó cào có vẻ hơi kém. Ừ, không hiểu lắm. Ừ, không hiểu là vấn đề tụi nó cào là có liên quan gì tới cái cục đá không. Ừ, mình hơi không hiểu. Ừ. Có thể cục đá bên phải nó trơn quá đó, nó phẳng, nó không có kẹt mấy cục thức ăn lại á. Thế nên bọn tép nó không cào, nó trơn quá thì nó lúc mà rớt vào cục đá đó nó bị thổi đi luôn, thì có thể như vậy. Còn cục đá bên trái thì nó là lẩm chậm á, thế nên nó những khe hốc vào đấy thì thức ăn nó bám nhiều hơn, thế nên tụi tép nó cào nhiều hơn ta. Nói chung cũng hơi lằng nhằng và hơi khó hiểu. Để hiểu được cái bọn không não này thì mệt lắm. Sau 40 phút mà bật đèn thì mình bắt đầu thấy là tụi nó bắt đầu có đi vòng vòng ăn rồi đó. À, nãy giờ mình quên nha. Mình cứ nói tụi nó hơi bị nhát, nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại thì cũng không hẳn là gọi là nhát đâu. Tại vì ở thời điểm này nè, mình đang ngồi trực tiếp trước bể luôn. Mà ngồi trực tiếp trước bể mình nhìn tụi nó luôn á. Thế nên chuyện mà tụi nó đi nhiều như thế này nè thì cũng dạn phết đấy, không phải là nhát đâu. Chứ bình thường mình mà nhìn vào một phát là tụi nó đi dịch lùi hết, mà hôm nay tụi nó còn không thể nó dịch lùi nữa cơ. Hôm nay tụi nó một là đi ra ngoài thì vẫn đi ra ngoài, đi vào trong thì vẫn đi vào trong, nhưng mà không có đi dịch lùi. Ừ, hôm nay lại hơi lạ nha. Chờ tí mình sẽ kiểm tra thử, mình sẽ đưa ngón tay sát vào cái bể. Mình thấy không? Đó, mình đưa ngón tay sát lại bể lên mà tụi nó không hề bị hoảng, không hề bị giật. Nè, chứ mọi khi mình đưa tay như thế này là tụi nó tự động nó giật luôn hết. Cứ kéo thế. Thì góc này nó lại bắt đầu có nhiều con tép chui ra. Mình đã có hứng quay góc này. Nè, thấy không? Góc này 2, 4, 6, 8, 9, 10. Góc này gần 10. Góc này chuyển con ở dưới nền, còn nó 10 con rồi. Còn ở phía sau có cục chô la, bạn thấy không? Trời ơi, mình nhìn ở qua điện thoại thì mình không chắc được có bao nhiêu con, nhưng mà mình nhìn trắng trắng á, mình nó cào cào là nhiều lắm á. Đó, bạn nghe thấy những cái con mà nó ở trên lỗ chô la nhiều lắm. Mình thấy hay đó. Ban đầu mình không phải đánh giá cao cái lỗ chô la, nhưng mà sau khi dùng tự nhiên mình lại cảm giác có vẻ có hứng nha. Hay là sau này mình không cần xài đá nữa ta, mình chuyển sang mình xài lỗ chô la thôi ta. Tức là mình xài cái nền Orisan như thế này, là mình không chia đá nữa luôn, mình bỏ hai cục lỗ vào. Ừ, được không ta? Nhưng mà thôi đi, tại vì đâu phải con Sula nào nó cũng thích lỗ đâu. Ừ, nè bạn vẫn thấy một số con nó cào lên đá, nó trèo lên đá nó cào đó. Ừ, thế nên thôi cứ chơi một ít đá lên đi. Đá dù sao nó cũng tạo nhiều hang hốc hơn, một cái lỗ chô la thì cũng không đủ đâu. Mấy cái lỗ chô la thì cũng không đủ đâu. Nói chung mình thì mình thật sự là mình rất là thích cái cách cái lỗ chô la nha. Nó có nhiều mấy cái lỗ tròn tròn á, thì con tép nó cứ ở trong nó luồn ra ngoài, rồi nó lại từ trong luồn ra ngoài, rồi ở trong nó cào, khi nào nó sợ quá thì nó ở trong, như là nó sinh sản hoặc là nó trốn tép đực hay gì đó, hay là lột vỏ nó yếu quá thì nó có thể trôi vào trong lỗ chô la, nó núp ở trong đó. Khi nào nó muốn ra thì nó chỉ cần chui vào những cái lỗ. Nó có rất là nhiều lỗ để nó có thể di chuyển qua di chuyển lại. Cái cách mà rồi nó bơi qua bơi lại ở cái lỗ chô la nó cũng đẹp nữa. Nói chung mình khá là ấn tượng
cái cục lỗ Chola. Ừ. Ngày xưa mình xài lỗ Chola ở bể tấp ong á. Thì mình gặp một cái tình huống đó là tụi tép nó cứ ăn cái lỗ Chola hoài à. Nó cứ ăn hoài cái cục lỗ Chola thôi. Đất thì ăn thức ăn ngoài luôn đấy. Ừ, cái nó ăn là vải đái luôn. Sau đó có một đợt mình bực mình mà mình mới vá hết mấy cái lỗ Chola, mình bỏ nó hết ra ngoài để cho tụi tép nó không ăn Chola nữa. Sau đó tụi nó mới ăn thức ăn ngoài nhiều hơn á. Ừ. Sau cái giai đoạn đó thì mình cũng hiếm lắm mình mới nhìn lại lỗ Chola. Cho tới sau này thì mình lại hứng hứng, mình lại lấy lỗ Chola mình bỏ vào bể, bể ngược lại chứ. Chứ ngày xưa mình bỏ hết ra ngoài mà. Ok. Sau khi ngồi coi gần 45 phút đồng hồ. gần 45 phút đồng hồ. Tạm thì mình thấy vệ sinh bể không làm chết tép nhé. Ít nhất là không chết ở trường hợp của mình. Thì cái clip quay bọn tép lúc mà vệ sinh thì mình có hôm qua mình có quay rồi. Ừ. Thì hôm nay mình nhìn thì như mình nói đó, mình chưa thấy con tép nào chết cả. Ừ, chưa thấy tép chết. Tép khá giả. Ừ. Tức là ban đầu thì cứ nghĩ là nó không dạng, tại vì nó núp ở phía sau hơi nhiều. Nhưng mà nó lại có một đặc trưng, đó là hôm nay tụi nó lại không bị sợ khi mà mình ngồi cạnh, mình đứng cạnh như thế này nè. Mỗi khi mình ngồi cạnh như thế này là tụi nó đi dịch lùi hết, mình nhớ không? Nhưng mà hôm nay tụi nó lại không bị dịch lùi. Rồi, tép mình bỏ nhiều lắm. Hơi khó hiểu, tại vì thông thường khi bạn thay nước á thì nó mới làm nước mềm xuống, kích thích tép lột vỏ. Còn trường hợp của mình thì hôm qua mình chỉ hút các thứ cặn bẩn thôi. Nhưng mà mình chỉ hút nó vào trong lọc, chứ mình không hề thay nước mới, cũng không hề rút nước cũ. Mẫn nước thì nó vẫn như thế, nhưng mà nó lại lột vỏ nhiều, nên nó cũng hơi khó hiểu. Ừ, nói chung tới mặt người mình đôi tép cũng bắt đầu khoảng gần một năm nay, nhưng mà có nhiều thứ mà mình không giải thích được. Ừ, không giải thích được. Mà đấy là bể mình nuôi nhá. Bể mình nuôi, mình coi hàng ngày, mà nhìn hàng ngày rồi đó, mà vết vẫn có một số thứ mà mình không giải thích được tại sao luôn. Ừ. Tức là ví dụ như hôm nay nó không lên vỏ, nó vẫn bình thường như hôm qua thì ok, mình dễ giải thích. Nhưng mà chỉ có một ngày hôm qua mà tự dưng có 2-3 cái vỏ mới thì mình thấy nó cũng hơi khó hiểu, tại vì lâu rồi mình cũng không thấy vỏ. Ừ. Công nhận hiện tại góc bên trái mình tự tập cũng nhiều lắm. Ừ. Rồi ok, thôi mình nghĩ clip này cũng dài lắm rồi. Clip này là clip bổ sung cho cái clip tổng vệ sinh bể. Ừ. Mình quay để mà mình demo cho chuyện đó là sau khi bạn vệ sinh đã xong cái bể nó sẽ như thế nào. Ừ. Để anh em nào có, nếu mà có tổng vệ sinh bể kiểu như mình hôm qua thì có thêm một số kinh nghiệm để tham khảo thôi. Mà thật ra thì như mình hay nói đó, mình làm clip cũng chỉ để là để mình coi lại thôi. Mình nhớ ở cái thời điểm đó mình làm thì nó như thế nào. Ừ, sau mình coi lại mình còn nhớ. Chứ nhiều khi mình làm nhiều quá đó, mình cũng quên. Ừ. Có nhiều thứ ngày xưa mình đã từng biết rồi, mình cũng từng nói luôn, nhưng mà sau khi một thời gian chơi mình quên. Điển hình nhất là cái vấn đề vi sinh đó. Ừ. Khi mà bạn nó đã ổn định rồi, bạn không cần thiết phải thêm vi sinh nhiều nữa. Ừ. Mà mình ngày xưa mình cũng biết như vậy, mình cũng gặp và mình cũng có nói luôn ở trên clip luôn đấy. Nhưng mà sau đó mình vẫn quên và mình tiếp tục chăm vi sinh. Kết quả là sau này cái bể tế bào của mình bây giờ hiện tại nó vẫn đang nhiều mấy bỏ nước nhiều quá mà mình vẫn chưa xử lý hết hoàn toàn. Ừ. Rồi, ok, bye bye. See you later.